không được, mà mình đã chán tỉnh rồi mà vẫn gung. À, nói thì một chuyện thôi nhưng mà làm lại là một chuyện khác, đúng không? Thì các bạn suy nghĩ là thế, vào nó thì khác. Nhưng vì sao cô nói như thế? Là vì nó cái tinh thần nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều. Tại sao một cái căn bệnh, hai người cùng bệnh mà người lạc quan, người yêu đời lại khỏi bệnh, mà người lúc nào cũng suy nghĩ là gì đây, à, cái bệnh này làm sao đây, rồi làm sao nó bệnh nó nặng rồi như thế nào sau út, thì người đó có thể không khỏi qua cái căn bệnh này. Nó giống như là như thế đó, tại vì tinh thần rất là quan trọng. À, chính vì như thế, à, tinh thần nó ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái cơ quan hoặc là những cái sức khỏe của chúng ta, những cái gì liên quan đến đấy. Đánh không có tinh thần là đánh mất hết tất cả. Rồi bây giờ tiếp theo theo nữa đó là trung tâm giới thiệu việc làm. Bây giờ nó cũng giống như bên Việt Nam chúng ta thôi, khi chúng ta muốn tìm cái công việc nào đó, nhất là người người nước ngoài này các bạn, chúng ta muốn tìm một công việc nào đó, ví dụ như sau này chúng ta muốn đi làm, chúng ta muốn tìm việc, chúng ta không trực tiếp tìm, chúng ta trực tiếp tìm thì tìm không có, nhưng chúng ta sẽ phải qua một cái cơ gì đây, bộ cái trung tâm giới thiệu việc làm này để chúng ta xin việc, cho phí thế này thế kia để xin việc ở trung tâm việc làm này. Họ sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái công việc mà chúng ta muốn, hoặc giới thiệu cho chúng ta một công việc mà hợp, thì chúng ta cần có là cái trung tâm hỗ trợ việc làm này. Thì ở đây nó có hai cái đều là trung tâm hỗ trợ việc làm, có hai câu hỏi. Thì một cái câu hỏi như thế này này: In cha đi nương cụ hệ chủ cô chip mu chi ấp muốn chơi đương hệ cân hệ chủ nương kỳ khoa nương ở tiêm hệ cả. Cái cơ quan mà để gì đây, tìm việc cho chúng ta, tìm cái chỗ làm cho chúng ta và giải quyết những cái việc liên quan đến vấn đề gì đây, xin việc hoặc là việc làm, thì cái cơ quan đấy gọi là cơ quan gì? Gọi là cái cơ quan đấy gọi là trung tâm hỗ trợ việc làm, Cô Dung Chị Quân Center. À, Cô Dung Chị Quân Center nha. Các bạn đừng nhầm với gì đây, với cái bộ bộ lao động việc làm nha. Bộ lao động việc làm liên quan đến tìm việc này, liên quan đến xin việc, liên quan đến chỗ làm và cơ quan đảm nhận nha các bạn. Chân bu bu cơ quan đảm nhận cái những cái việc đó, cơ quan chính phủ, phải nhớ như thế, cơ quan chính phủ mà đảm việc những cái việc đó. Cái này là trung tâm giới thiệu việc làm thôi, còn cái những cái cơ quan cao hơn trung tâm giới thiệu việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm chỉ có việc là gì đây, giới thiệu việc làm cho chúng ta, rồi cái công việc của chúng ta nó có bị cái công việc mà họ giới thiệu cho mình đấy nó có vấn đề gì đấy thì họ giải quyết cho chúng ta luôn đó, chứ không phải tiền lương tiền lẹo thế này thế kia là phải là gì đây, bộ lao động hết nha, tranh chấp như thế này thế kia đấy thì phải bộ lao động mà giải quyết hết. Còn cái này là chỉ việc giới thiệu việc làm cho chúng ta và giải quyết những cái vấn đề liên quan đến công việc của chúng ta này. À, thì ở đó là gì đây, à, đó là chúng ta đi lên kỳ quan, họ gọi kỳ quan chứ không phải là cơ quan chính phủ, cơ quan thôi chứ không phải là chân bù bù. À, chân bù bù lúc nào hỏi cái cơ quan chính phủ thì bộ bộ mới là cơ quan chính phủ. Thì ở đây gì đây, chỉ có gì đây, giới thiệu việc làm cho chúng ta và giải quyết cái công việc mà chúng ta bị xảy với mà họ công việc mà họ giới thiệu nó xảy ra những cái việc gì đấy thì họ cũng thể giải quyết cho. Như cái việc như tiền lương tiền lẻo thế này thế kia mà thì phải đi bộ lao động ha, những cái việc khác, nhưng bộ lao động thì nó khác, tiêu chuẩn làm việc này, sức khỏe an toàn lao động rất là nhiều, là tìm việc này, xin việc này, việc làm này, in những cái gì đây, cái chỗ làm vân vân. Còn ở đây là cái cơ quan giới thiệu việc làm thì cái trung tâm giới thiệu việc làm thì chỉ có là in cha đi đơn cụ hệ chủ cô và chỉ ấp mình chơi đơn hệ kênh cho nên kỳ khoa, chứ không phải là cơ quan chính phủ, cái cơ quan mà giới thiệu việc làm thôi. Giới thiệu việc làm là tìm việc làm cho chúng ta thôi đó, thì là gì đây, cơ quan giới thiệu việc làm. À, rồi ở đây cũng là cô Dung Chị Quân Center có hai câu hỏi như thế, nếu người ta không hỏi câu này người ta sẽ hỏi câu này, ví dụ cô Dung Trần Bồ chi ấp chị Quân chi cấp nhân lực kề phang chi đất cục phơ chị cấp sang tam phù đồ phù đêm trẻ công tử đơn thổ nghe in ra đi bục chi tổng nghe phang quan lên tên sang tam chỉ quan hệ chu chỉ quan hệ cú chích cha từ đệ cú
직 quyền tàu đơn thủ hoa cho nên kỳ quan nên là tiền bị ca cũng là cái cơ quan, cũng là cơ quan kỳ khoan thôi, không phải là cơ quan nhà nước, gọi là gì đây, chờ mua bu. Nhung định hỏi gì cô Nhung? Cô ơi, cái Cô Yong Chi Won Center bây giờ nó đổi thành Cô Yong Book Chi Center hoặc là Cô Yong Book Chi Plus Sư Center rồi ạ. À, cái cơ quan, à cái cơ quan Cụ Yong Center này thì chúng ta nói hiện tại cũng nói Cụ Yong Center vẫn được không sao nhé. Thế ạ, tại vì là em xem live ạ, thì mấy chị đi thi về ấy, thì là chị bảo là giám khảo bảo đổi, mà em lên trên mạng em xem, em tìm trên mạng thì cũng không có cái Cô Yong Chi Won Center ở đâu ạ. À bây giờ ý em nói là bây giờ nó đổi là Cô Yong Bục Chi Chị Quân Center. Không ạ, bây giờ nó sẽ có hai đáp án. Một là Cô Yong Bục Chi Center hoặc là Cô Yong Bục Chi Plus Sư Center ạ. À Cô Yong Bục Chi Center. Vâng, hoặc là Cô Yong Bục Chi Cô Yong Bục Chi Plus Sư Center ạ. À đó là trung tâm giới thiệu việc làm bây giờ nó mới đổi. Đúng rồi. Vâng, đúng rồi ạ. À ok ok để cô tìm hiểu sau nhé. Vâng. Vâng vâng ạ. Ok. Cái này cũng là mới đấy các em, những cái câu này cũng là mới. Cô Yong Center, Cô Yong Chi Won Center để cô sẽ gì đây? Tìm hiểu sao ha, cái này phải lên cái never ở ở cái Hàn Quốc thì chúng ta mới mới. Vâng đúng rồi ạ. Em cũng tìm hiểu trên Naver ạ thì nó không còn cái Cô Yong Chi Won Center ở đâu ạ. À cái never thì chúng ta mới tìm hiểu kỹ được ha. Vâng. Ok để cô tìm hiểu kỹ lại xem nhé. Rồi ok tiếp tục ha. Ở câu này người ta bảo là Cô Yong Chờn Bô Chi Ấp Chi Quân. À trong những cái Cô Yong Chờn Bô đó là thông tin liên quan đến tuyển dụng. Chi Ấp Chi Quân là gì đây, những cái chi chi ấp là công việc, chi quân là giúp đỡ hoặc là cho chúng ta hỗ trợ về chúng ta cái việc là tìm việc. Rồi chi ấp nâng nhật kê van phát triển những cái năng lực của công việc của chúng ta. Và syrup cục hơ chi cúc, những cái gì liên quan đến syrup là liên quan đến gì đây, cung cấp cho chúng ta cái tiền lương thất nghiệp. Và sang tam phù đô phơ đêm trẻ con, cung cấp cho chúng ta những cái gì liên quan đến gì đây, sang tăng à, liên quan đến gì đây, lao động tư vấn đấy, liên quan đến lao động như ví dụ như là injari này, bục chi từng nghe khoảng nhân tên sang tăng chi quan he chu chi quan he cu chích cha từ đề cu chích hoàn tâm hơn thổ chủ nâng kỳ quả nâng ở tiền địa ca. Cái cơ quan mà gì đây hướng dẫn cho chúng ta liên quan đến cái việc sang tâm và gì đây, những bác chi vân chi việc cho chúng ta về những cái việc gì đây liên quan đến hoạt động và lao động. À thì cái cơ quan đấy gọi là cái cơ quan gì, cũng gọi là Cô Yong Chi Won Center. À thì thật ra thì ở cái sách của bột Mubu ở trong Pudo Pudem đấy, cô cũng đang hướng dẫn ở cái mới nghe hai chặng 2012 thì vẫn là còn là Cô Yong Chi Won Center này các bạn. Ở trong sách của Bộ Mubu đưa ra cũng vậy, cũng có là Cô Yong Chi Won Center này, trong cái sách mà sau này thông báo Photo Frame ấy. À như thế để cô tìm hiểu thêm ha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi đến gì đây, à, đi đến cái câu tiếp theo ha. Nhớ liên quan đến nghề, liên quan đến thông tin tuyển việc, xin việc làm thì cái cơ quan nào đảm nhận được, à, cô nhầm, mấy cái cơ quan nào sẽ giúp đỡ chúng ta những cái việc liên quan đến thế, thì liên quan những cái việc đấy, giới thiệu việc làm này, tuyển dụng việc làm này, tương tương liên quan đến việc làm thì chỉ có Cô Yong Center, à, trung tâm giới thiệu việc làm nha. Rồi tiếp tục. Trang 3, tiếp tục là 313, hồi nãy cô mới nói cái câu này xong đúng không? Bây giờ nói lại ha, là gì đây? Bộ Y tế Phúc Lợi. Cái gì liên quan đến sức khỏe, liên quan đến y tế, bồ cơm.
cái cơ quan chính phủ chân bu bu chơ nào đảm nhận những cái việc liên quan đến sức khỏe, liên quan đến là gì đây, liên quan đến y tế và liên quan đến bục chi phúc lợi thì chỉ có cơ quan bu cơm bục chi bu bộ y tế phúc lợi. À, hồi nãy cô nói rồi, bây giờ cô nói sơ qua. Bây giờ liên quan đến cục binh vụ, bộ binh vụ là liên quan đến là bắt đầu bây giờ cục binh vụ thì liên quan đến những cái gì liên quan đến quân đội thế này thế kia ha. Bây giờ chúng ta có này chinh chip này xô chip tương cùng min nè bơm giật ơ mu ý hen khoa khoa lên anh cúc kè bơm mu ọp mu rưng tạm tan hà nâng cúc bằng bu xô xúc kè hen chân kỳ khoa nâng ở tiêm ý cả. Cái cơ quan nào mà gì đây, à cái quan hành chính nào mà phụ trách cái công việc gì đây, cái công việc quân sự của nhà nước liên quan đến gì, thực hành nghĩa vụ quân sự nè, triệu tập quân sự nè, à cơ quan quốc phòng thì liên quan đến quốc phòng rồi, thì cơ quan binh vụ này sẽ liên quan đến quân sự. Nghe nói binh vụ là binh lính này nè các bạn, là liên quan đến quân sự đấy. Quân sự thì liên quan đến đi nghĩa vụ này các bạn. Chân chip xô chip, chinh chip xô chip là triệu tập hoặc là gọi nhập ngũ đấy các bạn. Đấy, cho nên khi nghe cái chinh chip xô chip này, cái cơ quan nào đảm nhận là chinh chip xô chip này hen trên kỳ khoa, cơ quan hành chính mà đảm nhận là gì đây, triệu tập hoặc là nhập ngũ, quốc minh ấy bận 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 giật ở mù những cái việc liên quan đến là gì đây, liên quan đến dân sự của liên quan đến cái việc mà thực hành nghĩa vụ quân sự bơn giật ơi mua của người dân ý hen qua hoàng nhân quốc ca bơn mu, à và liên quan đến những cái việc công việc của gì đây, của bộ quốc phòng, thuộc bộ quốc phòng, bơn mu là có thuộc về cái bộ quốc phòng đấy, thuộc cái bộ quốc phòng thì cái cơ quan đảm nhận cái việc này là cơ quan nào, kể cả cuộc binh vụ này cũng là gì đây, cuộc binh vụ này cũng thuộc vào cái bộ quốc phòng này các bạn. Đây hồi nãy mình mới học này, bơm mu bu này, cuộc băng bu này, thì cái cuộc băng bu người ta hỏi liên quan với quốc phòng, liên quan đến các kiểu này kia, nhưng ở đây là cuộc binh vụ, như cô nói cái quân vụ phải liên quan đến quân sự thế này thế kia ha, thì ở đây này liên quan đến chinh chip xô chip gọi nhập ngũ hoặc là triệu tập gọi nhập ngũ đấy. À, triệu tập mà đến 20 đến 22 tuổi thì gọi là nhập ngũ đấy, lệnh nhập ngũ đấy, hay nói cách khác gọi nhập ngũ, à và liên quan đến những cái gì, liên quan đến cái việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của người dân thì cái cơ quan đảm nhận này gọi là cơ quan gì, chúng ta sẽ có bơn mù chờ là cơ quan binh vụ, hay nói cách khác là cục binh vụ ha. À, cho nên là chúng ta chỉ nghe một cái điểm này. Bây giờ liên quan đến cái câu này chúng ta nghe là biên giật là gì cô? Sao em? Biên giật là gì? Bơn ở chỗ nào? Cung minh bơn giật là nghĩa vụ quân sự của người dân, nghĩa vụ quân sự. Chỗ bơn giật này không đúng không? Bơn giật ơi mu đúng không là? Đúng. Nghĩa vụ quân sự ha. Đó, cho nên là gì đây, nghe đến nỗi là gì đây, triệu tập quân sự, nghĩa vụ quân sự, cái cơ quan nào đảm nhận thì chỉ có là cục binh vụ ha. Cho nên mỗi điểm nó rất là riêng cho nha. Mỗi bộ nó nắm những cái cơ quan nào thì chúng ta nghe cái câu hỏi, chúng ta bắt được là chúng ta sẽ trả lời. À, ok. Ví dụ như hồi nãy nó có gì đây, bộ quốc phòng thì chúng ta sẽ liên quan quốc phòng, liên quan những việc gì liên quan đến quốc phòng. Từng 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 cái họ luôn luôn nhắc bút cung băng cung băng cung băng
Cho nên cô nói khi đi thi ấy, nếu như cho hỏi cái bộ này, tất cả một bộ chúng ta hỏi mười mấy một bộ khi đi thi, cho nếu như có câu hỏi trong bộ sẽ 12 câu này sẽ có một cái câu. Ví dụ người ta hỏi là bộ giáo dục sẽ gì đây, trong nay người ta muốn hỏi bộ giáo dục thì sẽ lấy những cái bộ này, có một bộ mỗi bạn sẽ có một bộ, ví dụ như thế. Ví dụ người ta hỏi gì đây, muốn bộ gì, bộ bộ y tế phúc lợi hay là bộ lao động thế này thế kia, cục công tố vân vân, trong mỗi cái bộ này sẽ lấy một câu chẳng hạn. Cho nên chúng ta không biết là lấy câu nào, cho nên chúng ta phải học hết. Và tiếp tục nữa là gì đây, cái cục kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh. Bây giờ phòng ngừa dịch bệnh thì liên quan đến bệnh tật thế này thế kia này, trang nhôm bơ, những cái bệnh truyền nhiễm, ví dụ là corona này các bạn. Liên quan đến cái bệnh truyền truyền nhiễm này, hoặc là gì đây, cam nhôm, cam nhôm bơ, minh sang truyền răng. Cùng nhau nhé, mang mang sân chèn hoàn sô sang chê ron nê khoảng nhăn băng nhập chỗ xa công nhập si hông dân cu ọc mô mịt chân kỳ ý xích khoảng lì ế khoảng năn ọc mô rừng khoang chân hạ nâng kỳ khoang hương ở tiềm gì cả. Những cái cơ quan nào mà chịu trách nhiệm về phòng dịch, điều tra hoặc là kiểm dịch hoặc là xét nghiệm, xét nghiệm này, điều tra này, kiểm dịch và nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm, bệnh mãn tính, các bệnh tật, quản lý ghép tạng vân 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 vân, thì cái cơ quan đấy gọi là cái cơ quan gì, thì cái cơ quan đấy chúng ta sẽ gọi là chinh bân khoan ly chân, cái cục phòng ngừa dịch bệnh, cục kiểm soát của phòng ngừa dịch bệnh, chinh bân khoan ly chân. Chúng ta có gì đây, thì chúng ta cô sẽ nói là chúng ta bắt những cái điểm nào, ví dụ như trang nhôm bơn này, trang nhôm bơn, những cái bệnh gì đây, di truyền, mang sơn trình hoa là những cái bạn bệnh mãn tính, bệnh thương tật hoặc là gì đây liên liên quan đến những cái bạn bệnh mãn tính đấy, rồi gì đây xô sơn trình hoa những cái bạn bệnh thương tật, xô xuân sang, xuân sang gì đây trình hoa những cái bạn bệnh gì đây, những cái bệnh mà thương tật, bệnh mãn tính vân vân, chô xa, chô xa điều tra, công dật kiểm dịch, dẫn cu nghiên cứu, từng từng từng, chân kỳ ý xếp khoan liê khoan ngăn ập mũ đường, hoặc là trong trường hợp là ghép tạng cấy tạng gì đó, ý xếp khoan ngăn đó, thì cái cơ quan đảm nhiệm những cái việc đấy gọi là cơ quan gì, ở đâu, ở tim mình cả. Khoang chân hà nương kỳ khoa nương ở tim mình cả, thì cái cơ quan nào chịu trách nhiệm về đảm nhận cái việc đấy, cơ quan đảm nhiệm cái việc đấy là ở đâu, là cái khác ở tim mình cả, thì chúng ta sẽ trả lại là cục kiểm soát phòng ngừa, kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, đó là chinh bơn khoang ly chân ha. Thì chúng ta nghe cái bệnh truyền nhiễm nè, nghe gì cái gì chinh dơm bơn này, tưng 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 này, liên quan đến gì đây, bệnh truyền nhiễm, bệnh mãn tính, bệnh thương tật, tưng tưng tưng, mang sơn truyền loan xô gì xuân sang truyền loan, mang sơn là bạn mãn tính, xuân sang truyền loan là gì đây, những cái bệnh liên quan đến thương tật. Nghe những cái bệnh đấy, cái cơ quan mà đảm nhiệm gì đây, cái bệnh đấy mà liên quan đến điều tra kiểm chứng kiểm soát nghiên cứu dẫn cu, thì là gì đây, chỉ có bộ gì đây, chỉ có cục gì đây, cục kiểm soát của phòng ngừa dịch bệnh đó. Câu này cũng cũng có khi cô thấy những cái bạn thi trước cũng hay vào cái này, xin bên khoa đi chơi này này đó. Những cái câu mà những cái bạn học cô đi trước hay vào này, ví dụ như là trong cái phần bộ này nè, cái bộ này cũng có, cái bộ giáo dục cũng có, và cái cục thuế, cục thống kê, tí nữa chúng ta học theo, chúng ta học thêm cũng chưa học đấy, những cái này, từ từ rồi những cái này, và hình như là bộ lao động việc làm cũng có, bộ môi trường,
Đó, những cái đó thì cô thấy những cái thuyền vào này, bộ môi trường, bộ xin nữa, bộ tư pháp nữa đấy, những cái bộ đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ còn ba cái cơ quan nữa. Chúng ta sẽ hết những cái gì liên quan đến cái cơ quan và những cái bộ này. Lúc nãy chúng ta có cơ quan công tố, bây giờ chúng ta có một cục công tố. Thì ở đây chúng ta sẽ đi tiếp này. Các bạn biết không, cái bộ là lớn, cục là nhỏ hơn bộ nha các bạn. Ví dụ như tới bộ tới cục đấy. Hồi nãy là mình học cái bộ những cái cơ quan nhà nước, những cái bộ rồi sau những cái cơ quan nhà nước là những cái cục. Ví dụ như là mình có là gì đây, cục kiểm soát, cục binh vụ tưng tưng tưng, cục công tố và cục thống kê vân vân vân. Đây là những sau những cái bộ. Thì bây giờ những đi đến những cái cục và những cái sở chi nhánh, như cô nói cái khác đấy, chi nhánh đấy, trên cục rồi đến những cái bộ phận dưới, cái trên cái bộ dưới là cục và sở. Thì ở đây này tiếp tục này, như cô nói hồi nãy những cái cơ quan hành chính nhà nước đó là bộ, rồi bây giờ đi đến những cái cục nhỏ, cục 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 ha. Thì ở đây này tiếp tục mình sẽ tìm một cái cục nữa, đó là gì đây, cục công tố. Hồi nãy là cơ quan công tố, bây giờ là cục công tố. Cơm gì đây, cơm chay trời. Hồi nãy là gì đây, cơm chay, không không có trời. Nhưng mà để trả lời cái này thì chúng ta sẽ trả lời vì sao, khi nào chúng ta trả lời là cồn chai, khi nào trả lời là cồn chai chăng. Ở đây bộ mua bu su su cửa đồ bộ chơi e su sa mịt công sơ của nê hèn xa hèn xa e khoản nhân xa mù đơn mà tha bộ nương trung an hèn kỳ kỳ khoản nhân mua xin này cả. Chỉ là một cái cơ quan thôi, một cái cơ quan hành chính trung ương mà để gì đây, thuộc cái bộ tư pháp và gì đây phụ trách cái công tác điều tra tội phạm và thực thi cái quyền công tố. Công tố cô nê hèn xa bồm chô e xù xa và điều tra tội phạm. Hồi nãy cái câu của mình là thu thập chứng cứ và có thể là yêu cầu cái tòa án để phán xét và định ra tội. Định ra tội của tội phạm luôn, yêu cầu phán xét hình cái mức phạt của tham gia điều tra và yêu cầu mức phạt của cái tội phạm. Nhưng ở cái cục này cơ quan thôi các bạn, như cô nói hết bộ tới cục đấy, dưới bộ là cục đấy, trung an hèn kỳ, trung an hèn trơn kỳ khoang, người ta chỉ hỏi là kỳ khoang thì người ta không nói là cơ quan hành chính nhà nước. Khi hà nãy hỏi những cái bộ đấy, người ta lúc nào cũng cơ quan hành chính nhà nước, những cái bộ đấy, xong những cái bộ rồi mới tới những cái cục, những cái cơ quan này. Thì ở đây nhỏ hơn cơ quan công tố đó là cục công tố. Cái cục công tố này cũng là gì đây, mang cái điều tra tội phạm, điều tra tội phạm và thi thực cái quyền công tố này, chứ không có gì đây như cái cục công tố, cái bộ công tố, cơ quan công tố hồi nãy là chúng ta có là gì đây, có thu thập chứng cứ và kể cả là điều tra xét xử luôn, tham gia điều tra xét xử và có yêu cầu tòa án xử phạt luôn đó. Còn ở đây chúng ta chỉ có điều tra và gì đây, thực thi cái việc công tố, cái quyền công tố đấy thôi. Thì chúng ta khi nghe cái này ở ở nằm trong cái bộ bộ tư pháp này phụ trách cái việc, nằm trong cái bộ tư pháp này phụ trách cái việc là gì đây, cái việc mà điều tra tội phạm và thực thi cái việc công tố. Mình có cái bộ tư pháp và cục gì đây, cục công tố đúng không? Thì cái cục cái bộ công tố hồi nãy, cơ quan công tố hồi nãy, thì cái cục công tố này này nó nằm ở bộ tư pháp, nó nằm ở bộ tư pháp ha. Trong như hay cô nói cái bộ tư pháp này ở phần nhỏ hồi nãy nó có điều tra tội phạm đấy các bạn. Thì ở phần này cái cục công tố này nó nằm ở trong cái bộ tư pháp, thuộc bộ tư pháp phụ trách cái công việc điều tra tội phạm và
Và là gì đây? À, thực thi cái việc công tố thì chúng ta sẽ hiểu như thế này. Để và trả lời lúc nào có cơm cha chơ và cụm cha sơ, tại vì hai câu hỏi người ta khác nhau hoàn toàn, thì mình trả lời làm sao? Như cô đánh những cái chỗ này để các bạn dễ. Khi hỏi đến cái cơ quan công tố thì người ta sẽ hỏi điểm cuối cùng là chơn bu bu, cơ quan chính phủ mà đảm nhiệm cái vai trò như hồi nãy cô nói với vừa nói lại. Còn ở đây nó thuộc cái cục công tố này, nó thuộc ở gì đây, ở Bộ Tư pháp, và nó chỉ có việc là công tố và điều tra nằm trong cái cục Bộ Tư pháp này thôi đấy. À, cho nên đây là cục bộ tới cục nha. À, rồi bây giờ đến khiêu giúp trơn, hồi nãy là Bộ Giáo dục, bây là Sở Giáo dục. Bộ Giáo dục xong đến Sở Giáo dục. À, trên bộ Giáo dục ban hành xong đến Sở Giáo dục ban hành xong đến cơ quan giáo dục. Đó. Chính như thế đây. Hồi nãy chúng ta là khiêu giúp vua, bây giờ khiêu giúp trơn. Cục nó nhỏ hơn bộ. À, như cô nói từ cục ban hành xong đến về, từ bộ ban hành xong tới cục, cục ban hành xong tới cơ quan. À, cơ quan nhỏ nhất là cơ quan thực hành luôn đó. À, đây là trường lớp luôn nãy, ví dụ như cô nói Bộ Giáo dục ban hành tên với Sở Giáo dục, Sở Giáo dục ban hành tới đến là trường lớp đó chẳng hạn. À, rồi bây giờ đến khiêu giúp chân thì nó sẽ có Sina Kulung Tạng Nguyro Hà Giờ Chủ Tân Hắc Kiêu Trung Hắc Kiêu Cô Tân Hắc Kiêu Từng Nghe Hắc Kiêu Khiêu Giúp Gì Nà Chi Bằng Chơ Tạng Chế Đơn Nghe Khiêu Giúp Hạt kế khoảng hành xã mù đường mà tha bố nâng kỳ khoan ở tìm cả. Những cái cơ quan phụ trách về vấn đề liên quan đến giáo dục như là tiểu học, trung học cơ sở, vân vân, hoặc là giáo dục văn nghệ vân vân của chính quyền địa phương cấp ở thành phố hoặc là quận huyện. Như cô nói, Bộ Giáo dục là ở gì đây? Ví dụ như Bộ Giáo dục là ở Seoul. Những sở giáo dục là ở những cái thành phố này chúng ta này. Chi băng cha chi tặng che. Đó, từ cái bộ giáo dục xong đến sở giáo dục xong mới đến trường. Trường trường mỗi trường mỗi lẽ ở những cơ quan khác nhau. Cho nên ở khi hỏi gì đi đến bộ thì người ta cũng hỏi những liên quan đến cái giáo dục này. Nhưng cuối cùng họ hỏi cái cơ quan mà điểm mà chúng ta bắt là chi băng. Cha chi tạm che khiêu dục. À, những cái cơ quan phụ trách vấn đề liên quan giáo dục cũng là tiểu học, trung học, cơ sở, vân vân. À, nhưng mà người ta không nhắc đến đại học hay là giáo học trọn đời gì ha, người ta chỉ nhắc những như thế thôi, và văn học, nghệ thuật gì đó. Mà gì đây? Mà của chính quyền địa phương mà cấp thành phố hoặc là quận huyện. Là thành phố, ở thành phố nào sẽ có cái bộ gì đây, cái sở giáo dục, cô nói cái sở giáo dục của những thành phố đó. Còn cao hơn một tí là cái bộ bộ ví dụ như ở Seoul hay bộ nào đó, ở Seoul ví dụ, à, là gì đây, cái bộ nó cao nhất. Bộ giáo dục là gom hết tất tần tật những cái việc giáo dục ở trong nước lên tới bộ. Còn cơ sở giáo dục là những cái cơ sở ví dụ Seoul hoặc là Busan, Daegu, những cái cơ sở sở giáo dục đó nó có ở đấy, từ mỗi địa phương đó. Cho nên là từ cục, à, từ bộ xuống cục. À, à, như cô nói hồi nãy bạn Lâm hỏi cô, bây giờ là thuộc lại, trước tiên là quốc hội đấy các bạn, quốc hội đứng trước xong đến tế thông nhân. Tế thông nhân đáng lẽ là người đứng đầu nhưng làm cái việc gì cũng thông qua quốc hội, thông qua quốc hội ha, tại vì ủy quyền quốc hội đàm phán là cái để xử lý việc gì hoặc là cũng phải dựa vào lực quốc hội ban ra để làm. À, tuy có quyền là hành lực thôi, nhưng mà luật ở đâu, luật phải từ quốc hội ban ra. À, cho nên sao là tổng thống, sao đến gì đây, đến là thủ tướng, xong đến bộ trưởng, bộ trưởng đến những cái bộ như thế này, những cái bộ xong đến những cái cục. Nãy giờ chúng ta học mấy bộ mấy cục rồi đó. À, bắt đầu xuống xuống này, bộ giáo dục có sở giáo dục, dưới bộ giáo dục là sở. À, cục cục gì đây, cục công, à, bộ công tố hoặc là cơ quan công tố, dưới cơ quan công tố là bộ công tố chắc. À, và cơ quan cảnh sát, dưới cơ quan cảnh sát là cục cảnh sát. Thì ở đây chúng ta tìm hiểu tiếp này, khiêu giúp trơn nha, khiêu giúp bu và khiêu giúp trơn trả lời khi nào, khi nào chúng ta như cô nói,
khi nào mà người ta hỏi là chân bu bu cơ quan chính phủ, chúng ta nghe khiêu dúc tất tần tật này, nhưng mà họ hỏi cơ quan chính phủ chân bu bu thì chúng ta phải trả lại là khiêu dúc bu. Nhưng mà khi họ hỏi đến là gì, nghe tới chi bằng giáo dục, nghe tới chi bằng và nghe tới là kỳ khoan thôi, cơ quan thôi, chứ không phải là cơ quan chính phủ, thì chúng ta sẽ là kêu giúp chân. Khi các bạn thấy không, người ta hỏi cuộc này người ta không để ghi là chân bu bu, tại vì không phải là cơ quan chính phủ nhà nước, mà những cái này là cơ quan, những cái cơ quan thôi, gọi là cơ quan kỳ khoan đây. À, và bây giờ này, cái cục thống kê và là cái cục cảnh sát, hồi nãy chúng ta học là cận trai rồi, là cơ quan cảnh sát, thì bây giờ chúng ta có cục dưới nữa, cục cảnh sát. Thì để trả lời cục cảnh sát này, họ cũng không hỏi là cơ quan chính phủ đâu, họ chỉ hỏi kỳ khoan thôi. Khi chúng ta nghe cái kỳ khoan thôi thì chúng ta chỉ trả lời là gì đây, cận trai chưa? Bồm cho su sa mịt chị An từng nghe khoan nhân nghị định tạm giam hai nên kỳ khoan hơn ở tìm cả. Cái cơ quan nào mà chịu trách nhiệm điều tra tội phạm và an ninh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, chị An là hay nói cách khác là chị An đấy, thì là cơ quan đảm nhận đó là cận trai chờ, là cục cảnh sát đó. Cho nên cái này nó y chang với nhau, tại vì cái cục nó cũng là điều tra tội phạm, nó cũng là gì đây, giữ gìn an gì đây, trật tự xã hội, an ninh xã hội và giữ gìn an ninh. Còn hồi nãy là nó có rất là nhiều cái nữa, nó còn hỏi là giữ gìn an ninh xã hội gì đây, giữ gìn cái của cải của chúng ta, tính mạng của chúng ta, vân vân, và cái cơ quan nhà nước đảm nhiệm. Lúc nào họ cũng hỏi là chân bu bu, nếu mà họ để hỏi gì đây bộ, còn ở đây họ chỉ hỏi cơ quan thôi, kỳ quan. Thì vì sao chúng ta học cái bộ này? Chúng ta sao mà nó có bộ, nhiều bộ hết chúng ta không học được, và nhiều bộ nó giống nhau. Giống nhau nhưng chúng ta phân tích ra thì gì đây, chúng ta nghe rất là rõ ràng. Khi người ta hỏi cơ quan chính phủ thì chúng ta phải trả lời bộ trong đó nha. Thì chúng ta trả lời là cận trai thôi nếu trong cô này. Còn nếu như cái cơ quan mà đảm nhận trị an với lại gì đây, điều tra tội phạm, cái cơ quan thôi, thì chúng ta sẽ trả lời là cận trai chờ. Đó. Bây giờ tại như cô nhắc lại là cục công tố với là cơ quan công tố, sở giáo dục với bộ giáo dục, cục cảnh sát với cơ quan cảnh sát ha. Nhớ hai cái đó nha. Và cuối cùng đó là cục thống kê. Cục thống kê là gì đây, liên quan đến thống kê, là bắt đầu trong cái câu này thế nào người ta cũng liên quan cái thống kê thôi. Đây, tập trung cường chê xà huê thùng kê, lúc nào cũng thông kê hết. Trợt sân miệt buồn sắc thùng kê chờ mùa chờ chờ đi miệt khoảng nhân nghe khoan anh nhị đơn tạm tay hai nên kỳ khoan ở tiền bị cả. Có chức nào mà chịu trách nhiệm soạn thảo hoặc là gì đây, phân tích chặt sơn là gì đây, soạn thảo soạn thảo viết lên cái gì đấy, buồn sắc là phân tích thông tin, thống kê thông tin, thống kê chờ vô thống kê thông tin và gì đây, xã hội cũng như xử lý những cái thông tin mà liên quản lý thông tin thống kê vân vân. Cơ quan nào mà đảm nhiệm những cái việc liên quan như là thống kê trần vô, thống kê thông tin, buôn sớt phân tích hoặc là gì đây, thảo luận của cái việc thông xa hê thống kê, đó là gì đây, thống kê xã hội, cần chê kinh tế, vân 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 vân. Trong những cái việc đó thì chỉ có bộ thống kê. Lúc nào ví dụ như hồi nãy cục bằng cũng thế, cục thống kê coi nhỉ. Khi họ cục bằng cái bộ quốc phòng thì họ lúc nào gọi là cục bằng thế này thế kia đúng không? Đó. Cho nên những cái cục này liên quan đến cái gì thì họ sẽ đề hết ở trên này. Cục thống kê chúng ta nghe rất là nhiều thống kê, hay lại là gì đây, bộ thống nhất cũng vậy, liên quan rất là nhiều cái thống nhất, thông minh. Thì ở đây cũng vậy, nào là sai hệ thống kê, chặt sơn miệt vun sớt thống kê trần bô vân vân. Có thể nghe những cái đó là được rồi, nghe hết thì càng tốt, còn không nghe hết liên quan thống kê và cơ quan nào tạm tăng hai nên kỳ khoan, chứ không phải là trần bô, nó là cục thôi. Thì ở đây là thống kê trần cục. Bu là bộ, chân là cục, cho nên bu là cao,
sau đó mới tới chân à. À, hồi nãy mình đi cục bằng bu kiều dục bu tưng 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 bột mô bu à, thì ở đây là tới cục đây. Chân là cục cảnh sát thì có gì đây, cục cảnh sát. Cần chân thì có cần gì đây, cần trang chờ cô nhà mẹ cần trai chờ à. Cục công tố cầm trai à, cầm trang thì chỉ có là gì, cầm trang, cầm trang chờ à. Sở giáo dục bộ giáo dục khiêu giúp vu thì có là gì đấy, khiêu giúp trên, trên là cục đấy các bạn à, bộ là vu à. Cho nên là bộ cuối cùng đó, cái cục cuối cùng đó, đó là thông kê trên. Cho nên nhớ câu vì sao cô nói để nhớ này, khi người ta nhắc thống kê quá trời nhiều rồi thì cái chỗ cơ quan mà mình nhớ thống kê người ta nhắc quá nhiều rồi thì mình nhớ là cục là trên, thông kê kèm với trên, thông kê trên. À, bu là bộ, người ta nghe mình nghe cuối cùng là chân bu bu, cơ quan chính phủ nào thì nghe khiêu dúc và nghe tới chân bu bu đó là khiêu dúc bu à, tại vì bộ thì đây cái bộ là bu, cục là chân à, cho nên là gì đây, bộ là bu 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 hết à. Ví dụ như hồi nãy này cô hết cái bộ này này, cô sẽ nói lại cho các bạn dễ hiểu này. Mình có gì đây, bộ tư pháp, bộ môi trường, lúc nào có tư pháp là bộ gì đây, bộ mô vu, hoang cầm vu, và có gì cái cơ quan như là cầm cha cầm trai à, cầm trai còn gì đây, cầm trai và gì đây, cục khí tượng, lúc nào cũng có gì đây, cục là có chân, cục khí tượng là khi sang chân đấy các bạn, khi sang chân. Bộ ngoại giao là webu à, cái bộ ngoại giao là như hồi nãy chúng ta tìm hiểu chưa các bạn, hình như chưa tìm hiểu cái bộ ngoại giao này đúng không, hình như cô sót cái bộ ngoại giao này các bạn, hình như gọi hay chưa các bạn, chưa bộ ngoại giao chưa học à, bộ ngoại giao để tí nha, bây giờ cô thống kê lại ngoại bộ ngoại giao rồi. Bộ giáo dục là khiêu giúp bu à, bộ thống nhất là thông nguyên bu, bộ quốc phòng cung băng bu, bộ hành chính an toàn hen chân an bu à, hen chân an chân bu, hen chân an chân, hen chân an chân à. Hành chính là gì đây, hành chính là hen chân, còn an toàn là an chân, và cộng thêm gì đây, bộ là bu đó. Như thế nó học nó dễ nhớ lắm các bạn, từ vựng ấy à. Rồi gì đây à, còn cái bộ nữa là gì đây, bộ bình đẳng và giới và gia đình, vợ sang ca chúc bu, và bộ lao động cô dung nô tôn bu đó, bộ hết rồi đúng không, bộ hết, bộ hết. Bây giờ tới cục, như cô nói đây, cục khí tượng thủy văn thì lúc nào nó cũng gắn cái chân vào đó, chân là cục mà, khi sang chân cục gì nữa đây, cục công tố, cục binh vụ, bên mu chơ à, cục kiểm soát à, phòng ngừa dịch bệnh, chinh ban quản lý chơ à, và gì đây à, cục à, cục công tố nữa, cơm trai, cơm trai chưa, sở sở giáo dục, mình nói cục giáo dục thì nó kỳ đúng không các bạn, cho nên chúng ta chuyển sở giáo dục nhưng vẫn là chưa, khiêu giúp chưa, cục cảnh sát, cảnh tra chưa à, cục thống kê, thống kê chưa đó. Cho nên đây chúng ta nghe được cái đề dưới chúng ta bắt được, ta bắt đầu cục hay là bu à. Rồi bây giờ là gì đây, bộ giáo dục ha, sót cái bộ giáo dục nha, cô quay lại cái bộ giáo dục này cái đã. Cúc ca càng nghe về khiêu hoa khóa nhân tân nhị đơn tạm tăng hai nâng chân bù bù chơ mền chi nâng mô xì đề cả. Đấy, lúc nào hỏi bộ người ta cũng có chân bù bù nha các bạn, cơ quan chính phủ à, tại vì bộ nó lớn mà các bạn, thì cái cơ quan chính phủ mà đảm nhận cái việc liên quan đến ngoại giao là bộ ngoại giao, dễ dàng, cái câu này dễ nhất. Quê bu à, quê kêu là ngoại giao, cái cơ quan đảm nhiệm liên quan đến bộ ngoại giao của quan hệ quốc gia, quê kêu là ngoại giao, nghe tới quê kêu mà cơ quan nào đảm nhận liên quan đến quê kêu là gì đây, quê kêu đó là gì đây, ngoại giao đó thì là quê kêu bu đó, nó có hết ở trong đây đáp án luôn, liên quan đến ngoại giao mà lấy ngoại giao cộng với bu, quê kêu gì đây, quê kêu bu
À, rất là học, mình học cái từ vựng nên ghép 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 vậy cho dễ nhớ. Mình ghép ghép học theo một cách gì đây, học theo một cách mà mình nhớ một theo một cách là nó dễ như nhớ mẹo rồi các bạn, thì nó sẽ dễ nhớ hơn. Và sau khi chúng ta đi đi sau này chúng ta đi thi thì chúng ta nhớ một cái mẹo á, nó nhanh hơn và nó dễ hơn nữa.